ô tô. Giờ các khán giả chuẩn bị thấy sáng tạo nghệ thuật do nhà nghệ thuật nổi danh Râu Dài bắt đầu tiến hành đối với chiếc xe này. Vẽ lên xe ô tô. Giờ tôi sẽ bắt đầu làm việc đây. Đẹp quá. Đúng thế, đúng là rất tuyệt. Bọn mình cũng tìm một chiếc ô tô để vẽ đi. Được thôi, nhưng biết đi đâu tìm ô tô bây giờ? Coi như đã lau xe sạch sẽ rồi. Đúng rồi, còn phải đi mua nước rửa kính ô tô nữa. Đó chẳng phải là một chiếc ô tô để sẵn sao? Bố trời xanh mua cho em bút màu mới. Đúng lúc dùng tới. Đi thôi, đi theo mình. Em muốn vẽ lên xe bông hoa, bãi cỏ và cầu vồng. Mình muốn vẽ voi, sư tử và hổ trong vườn bách thú. Mình muốn vẽ vũ trụ, hành tinh, phi thuyền, người ngoài hành tinh. Vẽ hoa, vẽ động vật, vẽ phi thuyền. Hay là thế này đi, chúng ta oẵn tù tì, ai thắng thì theo người đó. Được. Oẵn tù tì. Oẵn tù tì. Oẵn tù tì. Cứ thế này thì chẳng thể nào phân biệt thắng thua. Có cách rồi. Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhau hợp tác. Hợp tác thế nào? Mình vẽ ở đầu xe, Kẹo Bông vẽ ở thân xe, Tiểu Minh vẽ ở đuôi xe. Mỗi người vẽ một nơi, không xâm phạm lẫn nhau. Thế nào? Nghe có vẻ rất công bằng. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Được. Vẽ xong rồi. Nhìn con hổ mình vẽ mới oai làm sao. Anh Tiểu Minh, mặt của anh giống như con mèo vậy. Hai người cũng có khác gì đâu, đều là mặt mèo cả. Chúng ta mau đi rửa mặt cho sạch nào. Được. Xe của ai mà bị vẽ thành bộ dạng này? Hả? Không đúng. Đây là xe của mình ư? Xe của tôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu to, chú đầu nhỏ sao thế? Chắc là thấy xe đẹp quá nên xúc động ấy mà. Vì sao lại vẽ xe của bố thành bộ dạng này? Bọn con xem trên TV có cuộc thi vẽ lên ô tô. Bọn con cứ tưởng chuyện này... Bố đầu nhỏ, xem bọn con vẽ có đẹp không? Vẽ hình lên ô tô chỉ là hoạt động đặc biệt trên TV thôi. Trong cuộc sống, loại xe như vậy sẽ bị cảnh sát phạt đấy. Con biết không hả? Hả? Là như vậy sao? Bố đầu nhỏ, bọn con sai rồi. Ý kiến là do cháu đưa ra, chú hãy phạt cháu đi. Bút màu là của cháu, chú mắng cháu đi. Thôi được rồi, bố đành phải đem xe ra cửa hàng rửa vậy. Thật là... Kẹo Bông, bố tới đón con rồi đây. Bố trời xanh tới rồi. Kẹo Bông hôm nay ở nhà đầu to có ngoan không? Có gây rắc rối cho anh không? Anh khách sáo quá rồi. Đây là chuyện gì vậy? Bố trời xanh, bọn con muốn vẽ lên ô tô, liền dùng bút màu bố mua cho con để trang trí cho ô tô. Ôi các con dùng loại bút màu này sao? Vâng. Bố có cách rồi, xem bố đây. Đầu to, có thể lấy cho chú một xô nước và mấy cái khăn lau không? Không thành vấn đề. Ồ, có thể lau đi dễ dàng vậy sao? Loại bút màu tôi mua cho Kẹo Bông là loại bút màu đặc biệt, chuyên để phòng ngừa trẻ nhỏ vẽ lung tung. Cho dù là vẽ trên đồ gia dụng, lên tường hay là cửa kính, đều rất dễ lau. Thì ra là như vậy. Vậy thì tôi không cần đến cửa hàng rửa xe nữa rồi. Thật là cảm ơn anh, hay quá. Đúng thế, có ai muốn giúp rửa xe không? Con ạ. Còn tôi nữa.
vệ sinh đa tác dụng. Bố lại thắng rồi. Chán quá đi mất, không chơi nữa. Vậy con nói xem còn thứ gì để chơi bây giờ? Bố đồ nhỏ, những đồ chơi này con đã chơi rất nhiều lần rồi. Giờ bên ngoài đang mưa, chúng ta không thể đội mưa để ra ngoài chơi được. Con nói đúng không? Có rồi, bố thấy kiếm chút đồ ăn để giết thời gian thôi. Có khi ăn xong thì trời cũng tạnh mưa đấy. Được ạ. Giấy ăn đâu rồi? Giấy ăn đâu rồi? Dùng giấy vệ sinh cũng được. Bố đồ nhỏ, con có thể chơi giấy vệ sinh không? Giấy vệ sinh cũng không phải là thứ gì quá đắt tiền. Cầm lấy chơi đi. Bố biết rồi, chơi đi. Đây là đồ chơi mới của con. Mình có được bảo kiếm từ vũ trụ. Chúng ta quyết một trận thắng bại đi. Mình là anh hùng. Đồ to chơi vui quá. Nhưng nó còn có thể làm gì nữa nhỉ? Giấy vệ sinh này có nếp nhăn, nhìn có vẻ hơi giống giấy viết chữ. Đây đúng là loại giấy tốt để tập viết bút lông. Bố đồ nhỏ, bố thật là giỏi, lại viết được hết những bài thơ bố biết trên một cuộn giấy vệ sinh. Bố đồ nhỏ viết được nhiều chữ quá. Đương nhiên rồi. Xác ướp, xác ướp kìa. Đừng chạy. Đừng đuổi theo tôi nữa. Đừng cắn tôi. Bố đồ nhỏ, là con đồ to đây. Là giấy vệ sinh. Đương nhiên rồi. Đứa trẻ này đúng là nhiều trò quái lạ. Giấy vệ sinh chơi thích thật. Con còn nghĩ ra rất nhiều cách chơi nữa cơ. Bố đồ nhỏ. Tuyết rơi rồi. Mẹ tập về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước bữa tối phải quét dọn phòng khách sạch sẽ. Bố đồ nhỏ, bụng con hơi đau. Nhất định là do hôm nay ăn nhiều thứ quá. Không được, con phải đi vệ sinh thôi. Bố đồ nhỏ, nhà vệ sinh hết giấy rồi. Chết rồi, tất cả giấy vệ sinh đều bị chúng ta dùng hết rồi. Biết làm sao đây? Đây là cái gì vậy? Giấy vẽ đấy, con dùng tạm đi, được không? Cái này cứng quá, con không cần. Nhưng mà nhà mình hết giấy vệ sinh rồi, biết làm sao đây? Không đâu, không đâu, giấy này làm sao mà dùng được chứ? Nhưng mà nhà mình hết giấy vệ sinh rồi. Ai bảo hai bố con lãng phí giấy chứ? Loại giấy vệ sinh này cũng chẳng phải là giấy trắng đẹp. Vậy cũng coi là lãng phí sao mẹ tập về? Sao chứ, coi thường giấy vệ sinh ư? Vậy sau này hai bố con đi vệ sinh, đừng dùng đến giấy vệ sinh nữa. Con không đâu, mẹ tập về. Con hứa sau này sẽ không lãng phí giấy vệ sinh nữa. Vậy còn tạm được. Bố đồ nhỏ thì sao? Được, anh hứa anh cũng sẽ không lãng phí giấy vệ sinh nữa. Đây này, may mà em còn dự trữ một cuộn. Con đồ to được cứu rồi. Cảm ơn mẹ tập về đã cứu con. Từ nay hai bố con biết rồi chứ. Cho dù là thứ không đáng quý, đến thời khắc quan trọng, không có nó cũng không được. Lãng phí lại càng không được. Đúng thế, sau này sẽ không như thế nữa.
bữa tối lãng mạn. Xem máy bay ném bom siêu cấp của con đây. Xem hệ thống phòng ngự tên lửa của bố đây. Bố truy kích. Vừa mới ăn cơm trưa xong đã chạy rồi. Không tốt cho tiêu hóa đâu. Hôm nay mẹ phải đi tuyên truyền bảo vệ môi trường. Đến giờ cơm tối mới về được. Mẹ tập về đi đi. Có con ở đây, đảm bảo không kẻ xấu nào vào nhà mình được. Yên tâm đi, hệ thống phòng ngự của bố là tốt nhất. Nhà mình hết điện và ga rồi. Đây là thẻ điện và thẻ ga. Bố đồ nhỏ, nhớ đi nộp tiền nhé. Được rồi, được rồi. Máy bay ném bom của con không bay được nữa rồi. Bố không cố ý đâu. Tại hệ thống phòng ngự của bố tuyệt quá mà. Chúng ta không chơi trò đánh nhau nữa. Chúng ta chơi trò nào trí tuệ một chút có được không? Chính là chơi trò khiến chúng ta ngày càng thông minh hơn. Đây là Rubik 3 hàng. Đây là Rubik 4 hàng. Đây là Rubik hình đặc biệt. Con biết rồi, con biết rồi. Tiểu Minh chơi cái này giỏi lắm. Khó quá. Đương nhiên rồi, con mới bắt đầu học mà. Nên bắt đầu chơi từ cái này. Đây là cái đơn giản nhất. Con chơi trước đi. Để con thử xem. Nào, để bố đầu nhỏ bạn đang dạy con nhé. Bố đầu nhỏ cũng giống như con. Đây là ngoại lệ, sẽ xong ngay thôi. Con và bố đi xem nhé. Xem ai làm xong trước. Một cái cũng không làm được. Xem ra chúng ta không phân thắng bại rồi. Ôi, đã muộn thế này rồi. Sao mẹ tập về vẫn chưa về? Con đồ to, mẹ đi tuyên truyền rất vất vả. Chúng ta làm cho mẹ một bữa tối thật thịnh soạn, được không nào? Được ạ. Bố đồ nhỏ, con đã rửa hết bát đĩa rồi. Giỏi lắm, xem bố mua rau gì về này. Củ sơn dược, khoai tây, quả bầu, còn cả bí ngô nữa. Bố đồ nhỏ, rau bố mua nhìn xấu quá. Cái gì xấu hay đẹp chứ, chỉ cần ngon là được rồi. Mẹ tập về nói, món ăn phải có đầy đủ sắc, hương, vị. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đi mua những loại rau nhìn thật đẹp đi. Vẫn là con biết mua rau. Đúng thế, con chọn đều là những loại rau củ có màu sắc đẹp nhất. Màu xanh lá này, màu vàng này, màu tím này, màu đỏ này, của bố này. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về về sẽ khen chúng ta chứ. Đương nhiên, đã không còn sớm nữa. Chắc mẹ tập về sắp về rồi. Vậy chúng ta phải nhanh lên thôi. Được, để con thưởng thức tài nghệ nấu nướng bí truyền của bố nhé. Sao thế bố đồ nhỏ? Hình như hết ga rồi. Không sao, dùng lò vi sóng cũng có thể nấu. Năm phút là xong. Đáng sợ quá. Sao lại mất điện nhỉ? Chuyện gì thế này? Kỳ lạ. Sao lại không có cả ga lẫn điện thế? Bố đồ nhỏ, hình như mẹ tập về để lại hai tấm thẻ. Nói phải mua gì đó. Bố quên mất nộp tiền ga và điện rồi. May mà mẹ vẫn chưa về. Chúng ta mau đi nộp thôi. Đừng chạy nữa. Chỗ thu tiền đã hết giờ làm rồi. Có cách rồi. Chúng ta chuẩn bị một bữa tối với anh nến nhé. Salad rau củ trộn xong rồi. Con đồ to giỏi quá. Nhìn thấy chưa? Mấy món này chính là vũ khí bí mật của bữa tối với anh nến. Là mì ăn liền sao? Lát nữa con sẽ biết. Đẹp quá. Đương nhiên rồi. Mì ăn liền ướp xong rồi. Nhớ lấy, bắt đầu từ bây giờ phải gọi là mì Ý. Nhưng không phải mà. Bây giờ thì phải rồi. Đúng là rất giống. Giờ đến lượt chúng ta đi thay đồ thôi. Để đón tiếp mẹ tập về. Mẹ tập về vất vả rồi. Chào mừng mẹ về nha. Mẹ tập về, bố con anh đặc biệt chuẩn bị cho em một bữa tối với anh nến đấy. Đúng thế, để tiết kiệm điện. Hai bố con thật là lãng mạn quá.
Giúp chú chim nhỏ. Đúng là một cuối tuần yên tĩnh. Cái gì vậy? Thì ra là một chú chim. Đầu to, sao cậu lại bắt nạt chú mèo ngoan của mình? Mèo ngoan ư? Nó ngoan ở đâu chứ? Mình tận mắt nhìn thấy nó đuổi theo chú chim nhỏ đáng thương này. Vừa rồi còn ở đây mà. Nói dối, mèo ngoan của mình sẽ không bắt nạt người khác. Cậu đang nói dối. Mình, chuyện này, chúng ta đi. Cậu bạn đáng thương, con mèo xấu xa đó biến cậu thành bộ dạng này ư? Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu. Đóng cửa vào, con mèo đó sẽ không vào được. Con đầu to, bố về rồi đây. Không biết con đầu to ở trong phòng làm gì nữa. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Mình cứ tưởng có người đi theo. Thì ra là cảm giác thôi. Con đầu to. Con đầu to. Con đang làm gì thế? Con đầu to. Con đầu to. Con đang làm gì thế? Con đầu to. Nó đang chào bố đấy. Đây là chú chim nhỏ con cứu được. Vừa rồi con mèo của Mao Dung Dung bắt nạt nó. May mà bị con nhốt ngoài cửa rồi. Vậy thì tốt. Bố đầu nhỏ, mau đuổi mèo con xấu xa đi. Mau đuổi nó đi, bố đầu nhỏ. Được thôi, xem bố đây. Bố đầu nhỏ, mau đỡ này. Bố đầu nhỏ, mau mang chim nhỏ chạy đi. Phải làm thế nào mới được đây? Ngươi muốn vào cứu con đầu to ư? Được, để ta giúp ngươi. Thế này thì không vào được. Được rồi. Nhìn xem, áo giáp mới, chú chim giận dữ. Chú chim giận dữ, tấn công. Giờ ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Tạm biệt. Đầu to, cậu lại bắt nạt mèo ngoan của mình. Cậu phải xin lỗi nó. Đừng chạy. Đứng lại. Cậu làm sao thế? Mau xuống đây. Cậu làm sao thế? Mau ra đây. Mèo xấu. Đúng là đồ mèo xấu.
buồn bực vì trời nóng. Đúng thế, phải mau chóng bảo trì thôi. Con đồ ta, điều hòa hỏng rồi. Nhân viên bảo trì e rằng ngày mai mới tới sửa được. Không mở điều hòa thì phải làm sao đây? Con sắp nóng chết mất rồi. Con muốn mở điều hòa. Bố đồ nhỏ, mau nghĩ cách đi. Chị nóng thế này mà đã không chịu nổi sao? Hồi bố còn nhỏ, làm gì có điều hòa. Vậy bố phải làm thế nào? Đương nhiên là có cách rồi. Tĩnh tâm tự nhiên sẽ thấy mát. Giờ thấy mát rồi chứ? Thật là mát. Mồ hôi trên đầu con đều chạy sang trán của bố rồi. Bố đồ nhỏ, để con quạt cho bố nhé. Được thôi. Thoải mái quá. Ôi mệt quá. Nóng quá. Đúng thế, chúng ta thay nhau quạt. Cuối cùng vừa mệt vừa nóng. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ mau xem này. Hay quá con đồ to. Sớm biết thế này thì lần trước bố đã mua nhiều hơn. Thế này thì mát hơn nhiều rồi. Bố đồ nhỏ, bố qua đây ngồi đi. Không được, không được. Thế này tuy rằng rất mát, nhưng những đồ để ở trong tủ lạnh rất dễ bị hỏng. Hơn nữa, cũng không tốt cho sức khỏe. Con mau đứng dậy, đóng cửa tủ lạnh lại. Mau lên, con không đâu. Phải làm sao đây? Con đồ to. Con đồ to không ổn rồi. Chậu cây con trồng mấy hôm trước sắp chết khô rồi. Ôi, cây của con. Vẫn chưa chết khô, làm con giật cả mình. Nếu con không chăm sóc nó thì nó sẽ chết khô đấy. Mau tưới nước cho nó đi. Vâng. Giờ thì tốt rồi. Chỉ mỗi chậu cây này là ổn. Nhưng mẹ tập về trồng bao nhiêu chậu cây như vậy, sợ rằng không tưới nước thì không được, sẽ chết khô hết. Đúng thế. Hay chúng ta tưới nước cho chúng đi. Trời nóng thế này, chúng đều muốn uống nước. Con nói xem, con đồ to. Được ạ. Cuối cùng đã tưới xong rồi. Giỏi quá con đồ to. Bố đồ nhỏ sao rồi? May mà không sao, tiếp đất an toàn. Lúc chúng ta tưới hoa không cẩn thận, làm nước vãi đầy ra nhà. Tiện thể chúng ta lau nhà đi. Nếu không đi rất dễ bị trượt ngã, dẫm qua dẫm lại sẽ càng bẩn. Thế nào, con đồ to, ý của bố ổn không? Ổn ạ, không thành vấn đề. Bố đồ nhỏ, con cảm thấy mát hơn nhiều rồi. Bố cũng thế. Tĩnh tâm tự nhiên sẽ mát. Nhưng chúng ta có yên tĩnh đâu. Chúng ta rất bận mà. Chính vì chúng ta đã tập trung chú ý vào làm việc nên quên mất cảm giác nóng. Hơn nữa, chúng ta còn tưới cây, lại lau nhà. Nước trong chậu cây và nước trên sàn nhà bốc hơi lên đã mang đi cái nóng. Nhà chúng ta liền trở nên mát mẻ như có điều hòa vậy. Chỗ này đáng lẽ phải được vỗ tay chứ. Vừa lao động lại giúp được chính mình. Mẹ tập về. Mẹ về rồi. Đây là thành quả lao động của hai bố con. Hai bố con không những tưới cây mà còn lau nhà nữa. Hai bố con làm rất tốt. Xem mẹ mang gì về cho hai bố con này. Nước đậu xanh giải nhiệt. Mùa hè rất nóng, uống nước đậu xanh có thể giúp giải nhiệt. Thật đúng là đã khác. Trời nóng cũng không quá đáng sợ nữa.
quả bóng đổi được. Nhìn có vẻ rất ngon. Động Nhị ca, bánh bao nhà anh đúng là rất ngon. Tôi không làm được như vậy. Đương nhiên rồi, nhà tôi có bí quyết cho tổ tiên truyền lại. Bánh bao nhà tôi vừa ngon lại sạch. Đúng rồi, có nguồn tin đáng tin cậy nói, ngày mai thành phố sẽ có người đến cửa hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Cửa hàng nhà tôi chắc chắn là sạch sẽ nhất rồi. Kiểm tra an toàn thực phẩm ư? Nghe nói kiểm tra cả cửa sổ nền nhà nữa. Không đạt tiêu chuẩn là phải đóng cửa hàng. Đúng là rất nghiêm ngặt. Như vậy chúng tôi có thể mua được thực phẩm an toàn rồi. Mẹ Tập về, chúng ta không mua bánh bao ư? Nhìn có vẻ rất ngon mà. Không vội, chúng ta đi mua hoa quả trước đã, sau đó mới mua bánh bao. Trưa nay chúng ta sẽ ăn bánh bao. Hay quá. Mẹ Tập về, để con chọn dưa hấu cho. Thím Thái, dưa hấu nhà thím hơi đắt đấy. Bớt đi chút, tôi sẽ mua một quả. Cái gì cũng tăng giá rồi, cửa hàng nhỏ buôn bán không dễ dàng. Ăn nhau về số lượng là được. Thím Thái, chúng ta đã quen biết như vậy, quen thì quen, cô xem. Dưa hấu ngon như vậy, quả nào cũng đảm bảo vừa cát vừa ngọt. Một xu cũng không thể bớt được. Nếu bán rẻ cho tôi sẽ nói cho thím biết một tin tức quan trọng. Ngày mai thành phố sẽ tới kiểm tra an toàn thực phẩm. Chính là tin này, rất quan trọng phải không? Cảm ơn nhé, cô chọn dưa đi. Chọn xong rồi, tôi sẽ bán rẻ cho. Được thôi. Mẹ Tập về, quả dưa này kêu vang nhất. Nghe theo con đồ to, lấy quả đó đi. Mẹ Tập về, quả dưa này có rẻ hơn không? Rẻ hơn được mấy đồng đấy. Đó là vì mẹ dùng tin tức để đổi được. Tin tức cũng có thể mang ra trao đổi ư? Đó là vì thím Thái đang cần. Bố đồ nhỏ, con muốn có một quả bóng mới. Tháng trước vừa mua một quả đã làm mất rồi. Không được, mua cho con một quả đi. Không phải bố nói vận động nhiều tốt cho sức khỏe sao? Ăn hoa quả nào. Nghe mẹ con nói chưa? Ăn hoa quả đi. Đừng làm phiền bố nữa. Đứng lại, đừng có chạy. Đồ to, nhân ngon không? Cũng được, có chuyện gì thế? Mình bắt được một con bướm rất lớn. Tiện thể tới xem nho thế nào. À không phải, là tới chơi với cậu. Cậu xem con bướm của mình có to không? Còn to hơn cả chùm nho của cậu nữa. Bướm bướm đẹp quá. Vậy mình cho cậu con bướm này. Cậu cho mình chùm nho nhé, được không? Được, đổi nào. Anh đầu to, chúng ta chơi cát đi. Wow, con bướm đẹp quá. Con bướm này cho em được không? Sao em lại muốn nó chứ? Em muốn thả nó vào trong bụi hoa ở nhà, nhất định sẽ rất đẹp. Em có thể dùng cái xẻng gỗ này để đổi với anh. Thả vào trong bụi hoa, bướm bướm sẽ rất vui. Vậy thì đổi nào. Cảm ơn anh đầu to. Cái xẻng gỗ này dùng làm gì nhỉ? Lại không thể chơi đá bóng được. Con đồ to, xẻng gỗ ở đâu ra thế? Con trao đổi với kẹo bông đấy. Tốt quá, đúng lúc mẹ đang cần một cái xẻng gỗ. Tặng cho mẹ nhé. Mẹ Tập về, mẹ có thể mua cho con một quả bóng mới để trao đổi không? Chuyện này đơn giản, trong phòng làm việc của bố đồ nhỏ có một quả. Thật sao? Vậy chúng ta cùng đi lấy thôi. Đã có sẵn đây rồi, việc gì phải mua mới chứ. Đi chơi đi, cảm ơn mẹ Tập về. Con đồ to, bóng ở đâu ra thế? Là do con đổi được. Đổi được ư? Kể bố nghe xem. Bố đồ nhỏ, là thế này. Tặng cho mẹ nhé. Có đầu óc, không hổ là con trai bố. Đây gọi là lấy thứ của mình cần. Hơn nữa, quả bóng anh để mãi ở đó cũng có chỗ dùng rồi. Bóng của anh ư? Đó là quả bóng có chữ ký ngôi sao mà anh sưu tầm đấy. Ây da, nó quý giá lắm đấy. Con đoán ngôi sao bóng đá này nhất định không phiền lòng đâu.
con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào. Đi nào, đi nào, đi nào.